Dòng nhạc Trần Thiện Thanh với Mỹ Lan và bạn hữu. Dòng nhạc Trần Thiện Thanh với Mỹ Lan và bạn hữu tập 32 với nữ danh ca Thanh Lan và nam ca sĩ Tuấn Đạt.
đêm quân hành dừng chân đôi hoa tím nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao xa đâu bằng đôi mắt em chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau tình yêu không Thanh Lan mở đầu chương trình Trần Thiện Thanh ngày hôm nay. Cho thưa quý vị, trong suốt 3 tháng qua, vì mình có chuyện buồn thì quý vị và các bạn cũng biết rằng là anh Bruce đã ra đi. Thành ra chương trình cũng tạm thời ngắn đoạn trong 3 tháng. Nhưng mà ngày hôm nay phải trở lại với hai tiếng hát thật là tuyệt vời mà quý vị và các bạn đã từng yêu cầu trở lại. Đó là nữ danh ca Thanh Lan và anh ca sĩ Tuấn Đạt. Em chào chị Thanh Lan và em chào anh Tuấn Đạt cũng như là Mai Trí Dũng gửi lời chào đến quý vị và các bạn của chúng ta. Dạ, trước hết Thanh Lan xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả bốn phương đang theo dõi chương trình của Mỹ Lan. Thanh Lan rất vui trở lại đây để hát lại những cái bài của anh Trần Thiện Thanh về rất nhiều kỷ niệm với tiếng hát Nhật Trường. Xin mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Tuấn Đạt cũng xin kính chào quý khán thính giả khắp nơi trên thế giới, nhất là khán thính giả của dòng nhạc Trần Thiện Thanh. Và ngày hôm nay rất hân hạnh được ngồi ôn lại những bài hát
của anh Nhật Trường, Trần Tiến Thanh với một nữ ca sĩ mà cũng là một thần tượng của Tuấn Đạt, đó là chị Thanh Lan. Rất hân hạnh. Dạ vâng, cảm ơn Tuấn Đạt. Thường thường thì Thanh Lan đi hát ở đâu thì các em cũng nói câu đó để cho mình vui. Thì dĩ nhiên là phải vui rồi, tại vì xuất hiện trước mặt quý vị sau một thời gian dài. Hôm nay Thanh Lan rất vui được hát lại những bài hát rất nhiều kỷ niệm của Sài Gòn xưa. Vâng, trước hết thì em xin phép chị Lan và anh Tuấn Đạt gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình livestream ở trên Facebook Mỹ Lan Lưu và trên YouTube là Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh. Xin quý vị thương mến nhấn cái nút subscribe cũng như là nhấn một cái nút like để cho mọi người cùng biết đến chương trình của chúng ta. Mỹ Lan sẽ được nhắc lại một quý vị đón xem hàng tuần vào ngày Chủ nhật lúc 7 giờ tối. Chúng ta sẽ có chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh nha quý vị và các bạn. Rồi bây giờ tiếp nối chương trình, Mỹ Lan và anh Tuấn Đạt gửi đến quý vị một cái bản nhạc đầu tiên mà anh em chúng tôi đã tập dượt mấy ngày qua để chuẩn bị cho chương trình tối hôm nay. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn nào mà muốn yêu cầu chị Thanh Lan hay là anh Tuấn Đạt hát bản gì thì quý vị cứ việc comment vào đây đi. Thì Mỹ Lan đã có tiếng đàn của anh Mai Chí Dũng, thì chúng tôi sẽ gửi đến những bản nhạc mà quý vị yêu cầu nha. Thôi bây giờ trong khi chờ đợi thì Mỹ Lan sẽ đọc những cái comment của quý vị. Thì Mỹ Lan và anh Tuấn Đạt sẽ gửi đến một cái tác phẩm mà rất nhiều người yêu cầu trong thời gian qua, nhưng mà tiếc rằng đó anh Tuấn Đạt mình không có cái karaoke để mình hát. Đúng mà rồi. Hát karaoke cũng không đúng cái tông của mình. Ngày đúng. Hôm nay với tiếng đàn thật là tuyệt vời của anh Mai Trí Dũng, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Quá Phụ Ngày Thơ. Dòng số phận con người
đống tim sắp lửa. Em ơi em có hiểu gì không? Đơn cưới một tờ đơn xin cưới anh viết rồi, nhưng anh lại sẽ em ơi. Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới. Anh thạo rồi, nhưng anh lại sẽ em ơi. Bởi không muốn thấy người yêu nhỏ bé, một sớm nào thành quả phụ. Tờ đơn xin cưới anh viết rồi, nhưng anh lại sẽ em ơi. Em đoán thấy trong hố sâu quần mắt, từng sáng đêm trông chân thiệt thoại nhiều nhất. Em có gì trong mộng ước mai sau? Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới. Anh biết rồi, nhưng anh lại sẽ em ơi. Thường thế xa vời, thiên đàng đóng cửa, tiếng cười chưa tan, nước mắt ròng ròng. Số phận con người đồng tiền sắp ngừa. Em ơi em có hiểu gì không? Nên đơn cưới, một tờ đơn xin cưới. Anh biết rồi, nhưng anh lại sẽ em ơi. Không, anh không muốn thấy người yêu anh nhỏ bé. Một sớm nào thay quá phụ ngày thơ. Đơn xin cưới, một tờ đơn xin cưới. Anh qua rồi, nhưng anh lại sẽ em ơi. Không, anh không muốn thấy người yêu anh nhỏ bé. Một sớm nào thành hoa phủ ngày thơ. Bài hát thật là buồn hết chị Thanh Lan. Đúng ý ra là bài này là chị Thanh Lan hát rất đúng là rồi. Hay đó chị Thanh Lan, đúng ra là bản nhạc này em nhớ là ngày xưa là chị Thanh Lan hát với Nhật Trường, là phải không chị Lan? Nãy giờ chị ngồi chị nghe đó thì là rất nhớ lại những cái ngày mà Thanh Lan vừa mới qua tới Mỹ thì gặp lại anh Nhật Trường, thì đã cùng quay hình cho trung tâm Hollywood Night bài hát này. Đúng rồi. Hôm đúng đó vậy. Hai người diễn rất là tình. Phút đầu thì Thanh Lan giả bộ quay lưng lại khán giả, xong hai người ôm nhau làm giống như là hôn nhau ở dưới, khán giả hú quá trời. Hú quá trời. Đó, em bây giờ em vẫn còn xem lại trên YouTube đó. Quý vị nào mà muốn xem lại cái bài hát này với Nhật Trường và Thanh Lan thì quý vị chỉ cần vào trong YouTube quý vị tìm. Thì trời ơi, em còn nhớ là lúc mà Nhật Trường quay hình cái bản nhạc này đó, wow, khán giả dưới vỗ tay, tại vì đây là lần đầu tiên mà chị Thanh Lan hát tại hải ngoại.
Và đó là lần đầu tiên chị Lan hát với Nhật Trường luôn, đúng chị Lan? Bây giờ sau khi mà một thời gian dài, bây giờ chị nghe lại em và anh Tuấn Đạt hát nhạc phẩm này, chị có cái tâm tình nào cũng chia sẻ với quý vị khán thính giả nhân chúng ta cùng hát lại những tác phẩm của Trần Thiện Thanh không thưa chị? Dạ vâng, thì nghe những cái bài hát này của anh Nhật Trường thì Thanh Lan rất nhớ chương trình Tiếng Hát Đôi Mươi. Ngày xưa thì có lên truyền hình cũng như là Thâu Băng cùng với nhau. Toàn là những cái bài mà lúc đó anh Nhật Trường anh mới viết ra, là tung ra là bài nào cũng ăn khách hết. Nên là hồi thời đó thì Đôi Mươi, còn bây giờ thì không biết là bao nhiêu lần Đôi Mươi rồi. Nhưng mà quý vị vẫn thương yêu những cái bài hát của anh Trần Thiện Thanh. Khi mà nghe lại hai em hát những cái bài này ngày xưa mình đã từng hát, thì dĩ nhiên trong lòng nó trỗi lại rất là nhiều cái cảm xúc mà những khi mình trình diễn những bài đó với anh Nhật Trường. Thì Thanh Lan cũng xúc động, và Thanh Lan nghĩ rằng quý vị sẽ yêu mến dòng nhạc của anh Nhật Trường Trần Thiện Thanh rất là lâu năm sau nữa. Có khi lúc nào Thanh Lan nghỉ hát rồi mà các em cũng vẫn tiếp tục hát những cái bài của anh Trần Thiện Thanh. Thật ra ngày hôm nay đó Mỹ Lan hát cái bài hát này trước mặt chị Thanh Lan, thì nói thật với Mỹ Lan với chị Thanh Lan là Đạt rất là có xúc động và rất là thấy cũng có pressure, là tại vì bài hát này chị với anh Nhật Trường hát quá xuất sắc. Và đây thật sự là bài hát mà Mỹ Lan mới đưa bài khoảng 8 ngày trước, muốn hát bài hát này. Đối với Đạt thì như chị đã biết là đây không phải là sở trường của em, nhưng mà em cũng cố gắng hết mình để đóng góp cho khán thính giả khắp nơi trên thế giới với những dòng nhạc tuyệt vời của anh Nhật Trường. Dạ thì Thanh Lan thấy giọng Tuấn Đạt cũng rất là hợp với những bài hát này đó. Đó là lý do, đó là lý do mà em và anh Tuấn Đạt đã tập những bản nhạc này, là tại vì chị Thanh Lan rất là bận rộn chứ thưa quý vị, thành ra là chị Thanh Lan không có cái thời gian để tập những cái bản nhạc song ca cùng với anh Tuấn Đạt. Thật ra trong cái chương trình này thì chúng ta đang cũng trong tháng 4, thì Mỹ Lan cũng muốn nhân cái ngày mà chúng ta trở lại chương trình dòng nhạc Trần Thiện Thanh, thì Mỹ Lan sẽ hát lại những bản nhạc của anh để vinh danh những người lính. Và trong chương trình ngày hôm nay, qua cái bài Quá Phụ Ngây Thơ, và một lát nữa đây Mỹ Lan và anh Tuấn Đạt sẽ tiếp tục, và chị Thanh Lan sẽ tiếp tục hát những nhạc phẩm ngợi ca về những người lính của chúng ta. Thôi bây giờ tới chị Thanh Lan đi. Chị Thanh Lan sẽ gửi đến cho quý vị chúng ta bài gì nữa đây? Mỹ Lan muốn chị hát bài gì? Em có một cái bài mà hồi bữa chị có gửi cho em mà em thật sự em chưa bao giờ biết này. Lúc mà chị Thanh Lan gửi cho em thì em bảo rằng là ủa chị ơi, phải bài này của anh Nhật Trường không? Chị Thanh Lan nói của anh Nhật Trường chứ ai? Thành ra là em phải mời chị Thanh Lan phải hát bản nhạc này mới được. Dạ vâng, tại vì bài này thật ra thì lâu năm có Thanh Lan không có hát mà cũng ít người hát nên Thanh Lan cũng không nhớ luôn. Nhưng mà chị Năm Chân yêu cầu đó, nên là Thanh Lan mở ra nghe lại thì mới sực nhớ ra là ô, ngày xưa mình cũng đã thích cái bài này lắm. Nên là hôm nay xin hát tặng lại chị Năm Chân và những bạn nào đã yêu cầu bài hát này. Nhạc phẩm Một Ngày Gần Đây, đúng không? Em nói bài đó phải không? Một Ngày Gần Đây, đúng rồi. Một Ngày Gần Đây, dạ. Chị Lan, ngày xưa chị Lan có hát các bản nhạc bao giờ chưa? Có, hồi xưa chị Thâu băng thập niên mấy hả chị? 20. Lâu chưa chị? Hát cho anh Nhật Trường từ hồi đầu năm 70 mà. Là bản nhạc là từ lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Vâng, thì ngày hôm nay chị Thanh Lan sẽ hát lại cho chúng ta nghe một cái nhạc phẩm lần đầu tiên mà em nghe. Và Mỹ Lan cũng biết rằng là sẽ ít người hát quá à. Vâng, mời quý vị thưởng thức. Nhưng mà trước hết thì Mỹ Lan cũng xin cảm ơn ban kỹ thuật. Ngày hôm nay phải cảm ơn Chris Eventline đến với anh Richard Long Nguyễn cho chúng ta một cái dàn âm thanh ánh sáng thật là tuyệt vời để trở lại sân khấu ngày hôm nay. Rồi chúng ta có ban kỹ thuật, có anh Thuận nè, lo về âm thanh. Có anh Trần Thiện, một người bạn rất là thân trong gia đình, anh Hải Trần Thiện đó quý vị. Thì anh là một người đạo diễn, cũng là một cái người cameraman rất là giỏi. Thì anh cũng đã nhận lời giúp cho Mỹ Lan, là tại vì chúng ta không còn anh Bruce nữa. Lúc nãy em nhớ anh Tuấn Đạt vừa bước chân vô, chị Thanh Lan, anh Tuấn Đạt nói rằng là vừa bước chân vô tự nhiên nhớ tới Bruce quá, thấy cái không khí này đó, nhớ tới người bạn của chúng ta. Vâng, thì cảm ơn anh Trần Thiện, cảm ơn anh Thuận, cũng như là cảm ơn anh Richard Long đã giúp cho chương trình dòng nhạc Trần Thiện Thanh chúng ta có được phần kỹ thuật này để cho khán thính giả có thể trở lại hàng tuần. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc phẩm do chị Thanh Lan trình bày sau đây. Dạ vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Một Ngày Gần Đây, và xin mượn bài hát này để chúc quý vị lúc nào cũng an lành, vui vẻ. Thank you.
lỡ chiều nay anh không kịp về, để em thêm một đêm dài tái tê. Nếu anh trăng vàng hững hờ nơi đó và phương này sương kín vai anh, chúng mình chợt nghe cách chia. Nếu biết rằng anh ra đi vì đời và cho em được tươi hồng nét môi, có tiếc đêm nào đi về chung lối mà bây giờ đôi đứa đôi nơi, thì anh ơi xin đừng buồn. Một ngày gần đây những đêm dài vô tận hôm nay sẽ thay bằng một trời trắng trong mắt đầy trăng vương vai áo này, một trời trăng sao đó riêng đôi mình. Hãy nhớ rằng ta yêu nhau vì tình, đừng cho ước vọng kia thành khói bay. Những cánh sao trời sẽ là hoa cưới và mây hồng vương áo cô dâng ngày đôi ta chung nhịp cầu. Là cái câu hãy nhớ rằng ta yêu nhau vì tình. Wow, thích cái câu đó lắm. Và công nhận nha, giọng hát của chị Lan rất là lãng mạn, trữ tình ghê vậy đó. Không thì mình cứ tưởng tượng như mình đang hát người yêu ngồi kế bên nè. Vâng, các bạn ơi, chị Thanh Lan ơi, bên nè, trong này là có Kim Cương. Mỹ Lan thấy rất là nhiều bạn bè quen, nhưng mà tại vì đông quá Mỹ Lan không có gợi tên đi hết được. Ở bên YouTube, Mỹ Lan cũng chào đến tất cả mọi người nha. Hay quá, ai cũng khen hết. Cảm ơn những Thanh Lan và Tuấn Đạt và Mỹ Lan đã trở lại chương trình này. Rồi ai cũng chào Mỹ Lan, Thanh Lan, Tuấn Đạt hết. Đang ngồi ăn tiệc, các Phương nói nè, đang ngồi ăn tiệc và mở chương trình này cho mọi người nghe. Và xem đây Tuấn Đạt ơi, chị Cát Phương nè. Đạt xin kính chào chị Cát Phương và mấy người bạn của chị Cát Phương. Chị Thanh Lan ơi, có người yêu cầu chị bài
Tiên Cương yêu cầu bản nhạc Chân Trời Tím nè. À, Chân Trời Tím hình như là lần trước mình cũng có hát rồi. Nhưng mà bây giờ em đề nghị nha nè, tại vì trong cái khuôn khổ này á, các bạn mà có yêu cầu đó thì bây giờ mình hát theo kiểu mà mình hát nhiều bài quá mình không có đủ giờ đó chị Lan, thì chị Lan cứ hát một bài nhạc này xong mình chở qua bài khác nữa. Có hôm nay có Mai Trí Dũng theo mình cũng hát Chân Trời Tím, hát một lần thôi, hát một lần thôi xong mình qua bài khác thí dụ vậy đó. Dạ. Để coi ai còn yêu cầu bản gì nữa không nha. À, Kiều Lan, chị Kiều Lan cũng vừa vào đây nè, bài này dạ. Nghe hoài nhưng không nhớ tên, một ngày gần đây đó thấy chưa, nhiều người biết bài này mà không nhớ tên, thấy không? Rất là hay, rất là lãng mạn. Sao Mai Trí Dũng, Mai Trí Dũng hay không, Mai Trí Dũng hay quá, hay quá, hay. Mà cũng phải cảm ơn Mai Trí Dũng, yeah. Tiếng đàn của Mai Trí Dũng rất là lạ lướt cho yeah. Nên là rất là sướng. Rất là vui, cảm ơn Mai Trí Dũng. Nãy giờ chị quên cảm ơn em nữa, em cũng đã nhận lời. Tại vì hồi xưa giờ đó anh Tuấn Đạt, chị Lan, em có nói Mai Trí Dũng là Dũng ơi, chị hát karaoke hoài, ca sĩ người ta cứ cầm len hoài, hát không được. Thôi thì bây giờ em ráng cố gắng em đến đây để đàn cho chị và các ca sĩ hát nha. Và cảm ơn em rất là nhiều đã đến đây để mà đàn mỗi tuần cho chúng tôi được hát nhạc Trần Thiện Thanh. Và cũng nhân tiện đây thì cũng cảm ơn công ty Forever Billmore với Ngọc Nhi của bạn của mình, lúc nào cũng theo sát mình hết, thì đã bảo trợ cho mình cái chương trình để mà chúng ta có những cái chi phí để mà mình có thể, mình Mỹ Lan cũng mong muốn là nếu quý vị mà có như là ủng hộ nhiều thì mình sẽ có nhiều người đàn hơn, sẽ có một ban nhạc sống hay hơn, cũng như là mời thêm một số anh chị em nghệ sĩ tới được nhiều hơn hết chị Lan á. Em cũng cảm ơn chị Lan nữa, lúc nào mà em gọi các là chị Lan sẵn lòng đến với em. Sao chị Lan thương em dữ vậy? Thương em một phần, nhưng mà cái kỷ niệm về nhạc Trần Thiện Thanh đối với Thanh Lan là từ đầu những năm 70 cho tới bây giờ. Phải nói rằng hát rất là nhiều bài của anh Nhật Trường, và chính quý vị cũng yêu cầu Thanh Lan hát những cái bài của anh Nhật Trường. Do vậy mình nghĩ rằng một người nghệ sĩ là cái niềm vui nhất là đem đến niềm vui cho khán giả, thì khán giả yêu cầu gì Thanh Lan hát đấy. Đúng vậy. Đây nè, nhiều người yêu cầu lắm nè. Rồi Vũ Quang Vinh à, yêu cầu Vũ Quang Vinh à, ca sĩ của chúng ta tuần tới là có Vũ Quang Vinh hát rồi. Vũ Quang Vinh yêu cầu bài Chiều Trên Phá Tam Giang nè, chị Lan nhớ nha, Chân Trời Tím, Chiều Trên Phá Tam Giang nè. Ô, có người Vũ Quang Vinh cũng yêu cầu bài Người Chết Trở Về, chút xíu Mỹ Lan với Tuấn Đạt hát rồi. Rồi chúng ta đã có hết. Rồi đó, thành ra các bạn ơi, các bạn mà muốn yêu cầu phải gọi vào ngay từ bây giờ, phải yêu cầu chị Thanh Lan. Tại vì ở Việt Nam là có một người em ở bên Việt Nam bảo rằng là chị Thanh Lan ơi, em ở bên Việt Nam lâu lắm rồi mới thấy chị Thanh Lan nè, Nguyễn Thảo nè, chị Lan đã bây giờ thấy chị Lan trên YouTube rồi. Vẫn hẹn gặp về Việt Nam nha. Vẫn xinh đẹp như ngày nào. Rồi thôi bây giờ trở lại đi, trong bây giờ mình trở lại chương trình nhạc nha. Rồi bây giờ trở lại anh Tuấn Đạt đi. Rồi bây giờ anh Tuấn Đạt hát bài gì nè? Nếu tới phiên Đạt thì Tuấn Đạt xin hát lại một bài hát, mà bài hát đầu tiên mà Tuấn Đạt học hát, bài hát Việt Nam, đó là nhạc phẩm của anh nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, được mang tựa đề là Hoa Trinh Nữ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cái bài này nhạc này hay lắm lắm á. Bài đáng lẽ là chị tính hát bài này đó. Rồi bây giờ mời quý vị nghe Hoa Trinh Nữ với tiếng hát của anh Tuấn Đạt nha quý vị. Mời quý vị. Nếu ai hỏi tôi hoa nào đẹp nhất thì tôi sẽ nhắc đến tên của một loài hoa với thường sống trong vùng khô cằn sỏi đá, Hoa Trinh Nữ. Qua một rừng hoang gió núi theo sang bụi đường trên vai, hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi Hoa Trinh Nữ. Hoa Trinh Nữ không mặt mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đầu dám quê màu cùng mùa nàng cũng vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng Hoa Trinh Nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa.
vu che xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyến tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến bên nàng. Trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, nhưng yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa cùng đường không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nệm gớm, không vung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay, lá ngủ thật mây say. Ngỡ đôi mi gầy kiếp đêm trăng đầy, cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương, và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đò với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Em ơi trăng còn sáng nên tình yêu vẫn còn mang, em ơi sương còn xuống nên tim vui mong sưởi ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi. Mai ta lại cách xa nhau muôn trùng, bao ngày nhớ nhung với hết tâm sự vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em, hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách. Mai nay anh đi rồi, mai nay anh đi rồi, mai nay anh lại đi. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tủi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương, mà một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Em biết không, những chiều khi sương thu răng răng, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây trôi, làm người yêu linh chiến mấy ai gần nhau. Bây giờ cánh xa đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa, xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm bền lâu. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu,
xin ghi sâu vào tim. Vâng, cảm ơn anh chúng ta rất là nhiều. Wow, mấy anh chị thả tim quá trời luôn. À, các bạn ơi, thì dĩ nhiên mình đây mình không có khán giả phải không chị Lan, nhưng mà các bạn mà thương mến tiếng hát chị Thanh Lan, thương mến tiếng hát của anh Tuấn Đạt và Mỹ Lan, thả tim nhiều nhiều nha. Chào các bạn cũng mới vừa vào rất là nhiều. Chào cô bạn Ngọc Nhi của mình. À, cảm ơn bạn rất là nhiều, lúc nào cũng đi theo mình. Cũng có chị Nam Trân đó nè, chị Thanh Lan. Chị Nam Trân cũng chào đã vào Trân rồi. Đông quá rồi, Diệu Tâm nè, rồi... đông quá, bây giờ nó nhảy lên nhiều quá, Mỹ Lan không cái kịp đọc tên của các bạn. Thì các bạn ơi, các bạn một lần nữa, các bạn yêu cầu nhạc phẩm nào hãy comment vô để mà cho chị Thanh Lan và Tuấn Đạt sẽ gửi đến cho chúng ta nha. À, rồi bây giờ trả lại chị Thanh Lan. Chị Thanh Lan muốn hát nhạc yêu cầu hay là chị Thanh Lan muốn hát nhạc của chị đã chọn sẵn nè? Thì những bài Thanh Lan chọn thì cũng là những bài mà dạ. Có khán giả đã yêu cầu từ trước. Nhưng mà hồi nãy có nghe yêu cầu Chân Trời Tím chân thì thôi mình hát Chân Trời Tím ha. Chân Trời Tím đi. Dạ, Chân Trời Tím với là cái bài gì nãy hồi nãy thôi giờ mình cứ hát hát Chân Trời Tím nha. Rồi em rồi bây giờ chị lấy tông cho. Bây giờ Mai Chú Dũng đánh đàn Chân Trời Tím nha. Để em lấy cái lời cho chị hát ha. Dũng lẹ lắm. Dũng là kiến đồng, Dũng là rất là hay. Bài đâu. Vâng, rồi bây giờ chúng ta cùng lắng nghe Chân Trời Tím với tiếng hát của nữ danh ca Thanh Lan. Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím. Nghe gió em qua trái tim từng hoàng hôn, anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta như ánh sao cao vút cao xa chân gian. Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím, gom hết mây hai đứa từng chiều rớt bên sông, anh biết
về nơi chân trời tim. Nghe đáy tim mơ ước khi ta tròn đôi. Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau, anh với em không hề để gần nhau. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Trời ơi, tiếng em chị Lan hát mà muốn khóc luôn. Tại vì chị Thanh Lan biết hôm qua cái bản nhạc này, trước đây em cũng đã có chia sẻ rất là nhiều lần. Anh Nhật Trường có kể cho em nghe bản nhạc Chân Trời Tím. Thì em nhớ là trước năm 1975 thì cũng có một bộ phim Chân Trời Tím luôn. Nhưng mà thực sự ra thì anh có nói em nghe rằng là anh viết cái bản nhạc này là ngày xưa anh làm trong cục tâm lý chiến. Thì thường thường anh hay nhận được những cái tin tức ở trong lính đó chị. Thì thường thường là anh gợi ý những cái bản nhạc đó thì anh mới viết những cái ca khúc. Thì cái bản nhạc Chân Trời Tím này á, những cái lời thơ thì ở trong bản nhạc này thì anh bảo rằng là đó là một cái những cái lời thơ mà có người lính, khi mà người ta tử trận, người lính tử trận, và anh, người ta đã tìm thấy được một cái bức thư tình ở trong cái túi áo của anh. Anh chưa kịp gửi cho người yêu của mình. Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím. Nhưng mà khi mà anh biết rằng là anh bị thương và anh nghĩ rằng anh không được qua khỏi, thì anh đã viết cái câu cuối cùng là: nhưng mà anh biết rằng không, yeah, cái câu cuối là gì nè, không bao giờ gần nhau, không bao giờ chúng ta tới đó. Có nghĩa là anh kết một cái câu rằng là anh, ở khúc phía trên thì cái lá thư tình bảo rằng là anh hứa đưa em đi nên chân trời tím chỉ có tình yêu của anh và em mà thôi. Nhưng mà cái cuối cùng, nhưng anh biết không bao giờ chúng ta tới đó. Nói như vậy thì trong chiến tranh thì những cái sự thương đau, những sự chia cắt như vậy rất là thường xảy ra. Và nhân mùa tháng 4 thì Mỹ Lan cũng xin tưởng niệm, nhớ đến những người lính đã bỏ mình vì lý tưởng tự do, và cũng là ghi ơn các anh. Sau bây giờ một bản nhạc kế tiếp nữa vui hơn, chúng ta cũng nhớ tới hình ảnh của người lính không quân mà vừa rồi cũng có người yêu cầu, Khoa Nguyễn nè, yêu cầu bản nhạc Tuyết Trắng, thì nhạc phẩm này chắc nhường lại cho anh Tuấn Đạt nha, anh Tuấn Đạt. Dạ, bài này con trai hát hay hơn con gái. Tuấn Đạt sẵn sàng, xin anh Dũng cho Tông Rê. Dạ. Em lấy bài nha, rồi qua vô đi. Vâng, chúng ta cùng nghe Tuấn Đạt thưởng thức nhạc phẩm Tuyết Trắng. Anh biết anh buồn lắm, đã hẹn nhưng chẳng thấy bóng anh xa. Khi nắng công trường soi bước em, khi chiều kéo lại bao nhiêu nhớ nhung, khi đường mây chờ anh tung cánh sắt. Đầy áo bay màu xanh, xanh như tình ái. Thắt lại khăn ấm chính em đang. Khi gió quay cuồng sau cánh bay, con tàu thét gầm cho tim ngất ngây. Vì đào chạy dài anh cất cánh bay lên, ngả nghiêng cánh chim, con tàu xét trời rời xa thành phố rồi. Mây răng thận thầm, mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. Vượt cao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin nhường trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương. Khi nắng
đi không gian chờ tôi. Gió hôm tuyết trắng mông mênh, anh ngước sao tình mình như tuyết trình. Cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Tàu sẽ trời rời xa thành phố rồi, mây răng thật thấm, mây đan lụa trắng, mây pha màu nắng. Vườn cao vút cao, mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần. Tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi. Khi nắng chiều đi không gian chợt tối, xóa nhòa vùng tuyết trắng mông mênh, anh ước sao tình mình như tuyết trình. Cho dù chúng mình không gian cách ngăn, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm, cho dù tuyết trắng đã chìm trong màn đêm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn. Wow, cảm người ta thả tim quá trời. Ô, chị Nam Trân nào vào, chị Nam Trân nói nè, cảm ơn Mỹ Lan đã đưa dòng nhạc Trần Thiện Thanh trở lại. Cảm ơn Thanh Lan, hay quá em ơi. Cảm ơn Tuấn Đạt, bài này cũng có là quá dễ thương luôn. Chị Mỹ Hoa của Mỹ Lan cũng vào rồi nè, nhiều người vào quá. Có con trai Danny nữa bên Canada. Chào hết tất cả mọi người trên toàn thế giới nha. Quý vị thương mến, hãy giới thiệu chương trình này đến cho mọi người nha. Chị Thanh Lan ơi, bây giờ có nhiều người yêu cầu chị Thanh Lan hát bài nhiều lắm nè. Chiều trên phát Tam Giang nè, Anh Không Chết Đâu Anh nè, Người Yêu Của Lính. Bị chị Lan hát bài gì đây? Nhiều lắm nè. Ôi, Người Yêu Của Lính nè. Người Yêu Của Lính nha. Nha. À, bản đó là nếu mà mình Người Của Lính, mình hát hai bài lúc được không? Người Yêu Của Lính rồi hay là phải... Thôi chị thích hát bài nào ra bài nấy. Vậy hả? Ok, vậy thì mình hát bài Người Yêu Của Lính nha chị Lan. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe chị Trang Thanh Lan. À, chị Lan hát bài Người Yêu Của Lính nha. Rồi em tìm lời cho chị Lan nha. Chị Lan nói cái thông cho anh Mai Trí Dũng đi. Dạ, đây. Đây, Người Yêu Của Lính. Cảm ơn anh Richard Long nè, lúc nào cũng tạo điều kiện để cho có đầy đủ nè. Để mà mình có thể mình lấy lời để cho chị Lan hát. Bài hát này thật là hay, Người Yêu Của Lính rất là dễ thương, nhất là chị Thanh Lan. Với cái giọng của chị Thanh Lan, Đạt nghĩ rằng là sẽ rất là hay và rất là truyền cảm. Dạ vâng, mời nhạc vào đi ha. Không là người
và giữa chốn muôn trùng ai viết tên em lên tay số. Nếu em không là người yêu của Linh, ai sẽ nhớ em chiều dương hành quân, ai khi nhắc tên em muôn nghìn lần để thấy cánh sao gần không đẹp bằng hồ mắt say. Tuyệt vời phải không quý vị? Dòng nhạc Trần Thiện Thanh sống mãi trong lòng của chúng ta. Phải thật sự là nói rằng là không phải riêng gì Mỹ Lan đâu, kính thưa quý vị và các bạn, không phải là các bạn yêu mến dòng nhạc của anh đâu. Mỹ Lan đây nè, cũng như Lê Mỹ Lan cũng biết là tất cả anh chị em nghệ sĩ, anh Tuấn Đạt nè, chị Thanh Lan, mọi người vì yêu mến dòng nhạc của anh và yêu mến Mỹ Lan đã đến đây để giúp đỡ cho Mỹ Lan. Mỹ Lan cũng cảm ơn quý vị và các bàn rất rất là nhiều. Nhiều người đàn anh à, Minh Thuyết nói là hay quá chị Thanh Lan ơi, chị Thanh Lan trẻ mãi không già. Đúng vậy, là chị Lan lúc nào cũng xinh đẹp hết. Chị Mỹ Hoa nói rằng là tiếng hát của chị Thanh Lan rất là ngọt ngào, âm thanh ánh sáng cũng tuyệt vời nữa. Cảm ơn chị Hoa. Tuyệt vời bài Người Yêu Của Lính. Anh cái này là ai đây? Rang Nguyễn hả? Nếu mà Lan nó đọc sai tên cũng xin lỗi nha, không có dấu. Rang Nguyễn hả? Tuyệt vời, Người Yêu Của Lính. Cảm ơn Thanh Lan, người đẹp văn khoa năm xưa. Ủa chị Lan, bọn ngày xưa chị Lan học ở trong trường đại học văn khoa hả chị Lan? Hình như em nhớ bản nhạc nào ở Nhật Trường cũng có cái gì mà văn khoa gì đó. Là bài gì em quên rồi hả? Không phải, bài của ông Phạm Duy. Con đường tình ta đi. Chị Nguyễn Thảo nói rằng là chị Thanh Lan hát vẫn ngọt ngào như xưa.
Wow, mọi người vào rất là đông, nhưng mà Mỹ Lan thương, và quý vị mà có thương mến chương trình này thì nhớ nha, subscribe và share đến cho mọi người, like một cái để cho mọi người cùng biết nha. Chứ nếu mà làm chương trình mà quá là nhiều công phu với tất cả tấm lòng của tất cả mọi người như vậy mà ít người xem quá cũng buồn lắm, thôi chị Thanh Lan ha. Thôi bây giờ nè, bây giờ trở lại chương trình đi. Bây giờ trước khi mình nghỉ giải lao chút xíu, cho mọi người nghỉ ngơi chút xíu, thì em và anh Tuấn Đạt hát cái bản nhạc Người Chết Trở Về đi, đã có lời yêu cầu nè. Ồ vậy hả? Rồi một lát nữa thì mình sẽ hát tiếp tục những bản nhạc mọi người yêu cầu nha. Rồi mình hát Người Chết Trở Về nha. Ok. Thật sự quý vị biết không, là Mỹ Lan coi Tuấn Đạt như là thần đồng vậy đó. Cứ muốn hát xong ca bài nào tự nhiên đưa bài khoảng trong vòng một tuần. Mà thật ra quý vị đã biết những bài hát của ngày đêm nay hầu như là những bài hát mà Đạt chưa bao giờ hát qua, lần đầu tiên hát thôi với Mỹ Lan song ca. Hy vọng quý vị yêu thích những bài hát của anh Nhật Trường, Trần Thiên Thanh. Bản nhạc Người Chết Trở Về này á, em rất là thích bản nhạc này chị Lan. Không biết chị Lan ngày xưa có hát với anh Nhật Trường bản này không? Em thích nhất cái câu rằng là đại dương trân châu ngọc báu cũng không bằng một phút giây tương phùng. Ý nói rằng là người lính đã tử trận ra đi, để lại người yêu giấu người vợ của mình. Nhưng mà khi mà nhớ tới người yêu của mình, nhớ tới người chồng của mình, thì chỉ muốn mơ, ở trong giấc mơ mình muốn gặp lại cái người yêu của mình một lần, chỉ là dù là một phút. Và một cái phút giây đó anh Nhật Trường bảo rằng là đại dương trân châu ngọc báu cũng không bằng một phút. Khi mà chị La biết không, khi mà anh Nhật Trường nằm xuống, khi mà mình có cùng trong một cái tâm trạng đó anh Tuấn Đạt, mình mới hiểu được cái lời hát của anh. Ngày xưa đó em nghe nhạc của anh em không có hiểu chị Lan, lại vì mình không có sự mất mát, mình không có sự mất mát của người thân, mình không hiểu được cái lời nhạc của anh như thế nào. Nhưng mà khi mà một người đã ra đi thì mình nghe từng lời nó thấm vào. Vâng, bản nhạc này Mỹ Lan sẽ được gửi tặng riêng đến cho những người vợ của lính, những người yêu của lính đã mất đi người thương của mình và mong được gặp gỡ người thương của mình dù chỉ là một phút trong giấc mơ. Người Chết Trở Về. Dạ vâng, để trả lời câu hỏi của Mỹ Lan khi nãy đó, thì bài hát này trước 75 Thanh Lan cũng đã song ca với anh Nhật Trường. Và sau này ở hải ngoại thì Trung tâm Asia đã mời Thanh Lan hát lại bài hát này, và đặc biệt là ghép giọng của Thanh Lan tại hải ngoại cùng với giọng của anh Nhật Trường đã thâu với Thanh Lan từ trước 75. Nên là khi mà quay hình bài hát đó thì khán giả ở dưới cũng xúc động, mà chính Thanh Lan cũng xúc động. Và trước khi mà ra quay hình, đứng ở trong cánh gà, là Thanh Lan đã phải tập trung để mà rơm rớm nước mắt, rồi lúc mà bước ra hát một cái là khóc ngay. Nên là tưởng người chết đi. Thì đó là một cái bài hát mà phải nói rằng tất cả những người vợ lính khi mà nghe thì không khỏi, không thể nào mà cầm được nước mắt. Đã tháng 4 đến nơi rồi, chương trình này Thanh Lan nghĩ rằng cũng như là một chương trình dành cho lính, để tặng tất cả các cựu quân nhân. Dạ vâng. Và như chị nói rằng là anh không chết đi, anh vẫn ở hiện diện ở đây để cho chúng ta, để cho gia đình của anh. Mỹ Lan rất là mong cùng với tất cả mọi người gìn giữ được dòng nhạc của anh. Em cũng cảm ơn chị Lan. Chị Lan cũng bảo rằng là thực hiện chương trình này, đến với chương trình này chỉ nhằm mục đích gìn giữ dòng nhạc của anh được sống mãi để cho các thế hệ sau này vẫn nghe được những tác phẩm của anh. Mời quý vị cùng nghe Người Chết Trở Về. Thương người chết đi, nhưng không, anh lại về. Anh trở về từ một tối hay mộ sầu. Người yêu ơi, anh còn đó, em còn đây. Tình mặn hơn nước mắt. Người yêu ơi, khi tình thiếu phút vui gần, tình là nghĩa tràn buồn. Thật không em, hay là giữ cơn mộng trôi, bâng dày mắt nhau thôi. Vòng tay ôm xin thật ấm, xin thật đầy, để còn trong bao lâu. Thương người chết đi, nhưng không, anh lại về. Anh trở về từ một tối hay mộ sầu.
tình ngày xưa nhé nắm trong tâm hồn đôi tình nhân. Tình bàng hoàng nghe bơm sông anh muôn trùng nên tình buồn. Thật nhiều đêm ước muốn chương trình dài sẽ tan phai, người vẫn còn người trong tay. Rồi một đêm nghe cú kêu ba lần trong vườn sâu, một nửa hồn nghe tin báo anh ngã gục chiến trường gần. Một nào trong bia cũ sâu sân để tên người thân, còn lại chuyện gì cho em thương người chết đi. Nhưng không, anh lại về, anh lại về, anh lại về, anh lại về. Và anh khẳng tan nỗi tình tứ như lời em đợi chờ trong dòng bao. Đại dương chân trong ngọc báu cũng không bằng một phút giây tương phùng. Tình trăm năm cho tình ngắn trên trần gian, tình tròn nghĩa yêu đương. Tình thiên thu cho người chết biết trở về tuyệt vời như hôm nay. Tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu. Anh lại về, anh trở về từ ngục tối hay mộ sâu. Tình ngày xưa nhé nắm trong tâm hồn đôi tình nhân. Tình bàng hoàng nghe bơm súng anh muôn trùng nên tình buồn. Thật nhiều đêm ước muốn chương trình dài sẽ tan phai, người vẫn còn người trong tay. Chiến trường gần môn nào cho phía cũ sâu sân để tên người thân, và còn chuyện gì cho em tưởng là chết đi. Nhưng không, anh lại về, anh lại về, anh lại về, anh lại về. Và anh khán ta nuôi tình tứ như lời em đợi chờ trong dòng bao. Đại dương chân trong ngọc báu cũng không bằng một phút giây tương phùng. Tình trăm năm cho tình ngắn trên trần gian, tình tròn nghĩa yêu đương. Tình thiên thu cho người chết biết trở về tuyệt vời hôm nay. Tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh trở về từ mộng tối hay mộ sâu. Tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh trở về từ một tối hay mộ sâu. Tưởng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh trở về từ một tối hay mộ sâu. Rất là nhiều. Đến đây thì chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh xin phép được tạm ngưng trong giây lát một vài phút nữa thôi để giới thiệu những thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại trong chốc lát. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
tặng 1, mua 1 tặng 1, mua 1 tặng 1. Sản phẩm số 1 dành cho thợ nail giải độc cơ thể, giúp trắng da và loại bỏ các đốm lão hóa vì ảnh hưởng hóa chất trong nghề nail, với hàm lượng Fucoden chiết xuất từ tảo nâu tươi và bào tử nấm linh chi kết hợp với bào tử nấm thái dương. Mekabu của Forever Biomore là một sản phẩm cao cấp nhất thị trường hiện nay, giúp đào thải độc tố trong cơ thể, ngăn chặn mầm móng ung thư, đồng thời giúp tăng cường đề kháng chống lại mệt mỏi. Hãy gọi 1-888-933-7624. Forever Biomore xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm Biomore Silk Cream với chiết xuất từ sợi tơ tự nhiên và các tinh chất thực vật. Các tinh chất này thấm sâu vào da, làm da mềm mại và láng mịn, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa và mang lại một làn da mượt mà như lụa. Sử dụng 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Sau 30 ngày, quý vị sẽ thấy kết quả rõ rệt trên làn da của mình. Gọi ngay cho Forever Biomore 1-888-933-7624. International Home Shopping tọa lạc ngay góc đường Bosa & Brokers, địa chỉ 9822 Bosa Avenue, Westminster, là nơi cung cấp những dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc tốt nhất cho sức khỏe lẫn làn da, đã được rất nhiều quý vị yêu mến và ủng hộ trong nhiều năm qua. Nhân dịp lễ tạ ơn, International Home Shopping có chương trình trúng thưởng. Giải đặc biệt là một Smart TV Samsung 65 inches. Giải nhất là 1.000 đồng store credit. Giải nhì là một hộp cao hắc sâm trị giá $360. Và giải ba là một hộp Venus Ginseng trị giá $270. Và rất nhiều những giải thưởng khác. Quý vị có thể gọi ngay vào số phone 714-797-7823, 714-797-7823, hoặc quý vị cũng có thể order trực tiếp qua website www.thanhnhabeauty.com. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Chào tất quý vị, Mỹ Lan là một ca sĩ, thành ra bảo vệ phổi là một cái điều rất là quan trọng. Và Mỹ Lan đã có một cái bí quyết rất là đặc biệt, đó là Mỹ Lan chọn Protect Lung để mà bảo vệ cái lá phổi của mình. Protect Lung, theo nghiên cứu khoa học, các hợp chất của Protect Lung giúp ngăn chặn các virus đường hô hấp, hỗ trợ các chức năng phổi và hệ thống miễn nhiễm. Liên lạc Mỹ Lan 714-330-1437. Vâng, và để trở lại chương trình dòng nhạc Trần Thiện Thanh phần 2, mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ danh ca Thanh Lan trong một tác phẩm của Nhật Trường Trần Thiện Thanh, Phúc Giao Mùa. Xuân này anh không...
khiến quê hương và đôi ta nhỏ bé thức xem giao thừa kể chuyện vu vơ và thức trong mộng mơ. Em anh còn nhớ khi ta mơ chuyện tích xưa, tiên nương biển xuống dương gian xem hoa nở khắp nơi, trăng sao mọc đến đêm khuya cho thiên thần hát ca, rồi nhẹ nhẹ tiên ca múa trên trần gian. Nhưng tiên nào thấy đâu, dù em chắp tay nguyện cầu, chẳng sao nào thấy đâu, để anh bỗng nghe nặng sầu. Rồi pháo nổ khai xuân, mình dỗi hờn xa xăm, khi đường chân dập dìu, người đi hái lộc đầu năm. Rồi từng xuân mà nghe nó du dương, nó lãng mạn tình tứ thì sao á. Trời ơi, Mỹ Lan. Cái này em nói thiệt, quý vị nghe, không phải là Lan, cả nhà ca ngợi khen. Chị Lan hát lúc nào cũng hay hết mà, chị Thanh Lan hát là phải công nhận là giọng chị Lan không thay đổi nha, càng ngày tao nói càng... gừng càng già càng cay thì phải. Càng truyền cảm. Có đâu cay gì đâu. Nhưng mà em nhớ rằng là chị Thanh Lan đó nha, trong cái mùa dịch Covid vừa qua, chị Thanh Lan có một cái channel riêng của chị Lan đúng không? Chị phải giới thiệu đến cho mọi người, tại vì nếu như mọi người ơi, nếu mà mọi người mà thích anh nhà chị Thanh Lan hát đó, thì phải vào trong cái kênh YouTube của chị Thanh Lan. Của chị Thanh Lan là cái gì để nghe, để tìm. Chị Thanh Lan là tự làm biên soạn này, tự quay hình là tự. Chị Thanh Lan rất là giỏi, tự làm riêng cho mình. Quý vị, tại vì cả năm nay không có show gì hết trơn, ở nhà buồn quá nên là Thanh Lan mới là thay đi kiếm mấy cảnh đẹp để mà chụp hình. Xong rồi một thời gian sau mình lại đi kiếm cảnh đẹp để mình quay hình. Xong mình quay mình thấy nhiều cảnh đẹp, có mình nói tại sao mình không cho mấy cảnh đấy vào bài hát đó. Xong rồi cái là từ đó Thanh Lan mới nảy ra ý định là làm YouTube. YouTube của Thanh Lan là Thanh Lan TL,
là Thanh Lan, Thanh Lan cho dễ nhớ. Tại vì nếu Thanh Lan không sợ nhiều khi trùng Thanh Lan khác. Dạ Thanh Lan T L. À thì, coi như là double đấy. Thanh Lan cái gì Thanh Lan, Thanh Lan thì là Thanh Lan rồi T L cũng là Thanh Lan luôn. Thì là quý vị sẽ xem được cũng hơn 40 bài mà Thanh Lan đã làm trong năm qua do chính Thanh Lan đạo diễn. Thì cũng là những cái bài mà có những bài rất là mới, chưa quý vị chưa nghe bao giờ, và có những bài đã lâu rồi quý vị yêu cầu lại. Thì đây cũng là một cái niềm vui. Mỹ Lan nhắc lại thì Thanh Lan rất là vui. Tại vì khi mà mình có cái YouTube riêng của mình thì ngày nào vào cũng có quý vị và các bạn vào hỏi han rồi thì khen ngợi rồi, thì làm cho ngày nào mình cũng là một ngày vui hết. Nên là thưa quý vị, nếu mà không có âm nhạc thì chắc là mình buồn lắm, buồn lắm. Thì buồn quý vị đã đem Thanh Lan bỏ trong tim của quý vị, Thanh Lan cũng để quý vị trong tim của Thanh Lan. Và giữa chúng ta thì có âm nhạc làm cái nhịp cầu, bắt nhịp cầu để chúng ta gần nhau và thương mến nhau mãi mãi. Xin cảm tạ quý vị. Em có dịp, em có vào xem mấy cái bài của chị, mà mấy bài nhạc Pháp vân vân rất là hay, mà âm thanh rất là hay. Và mấy bài nhạc Pháp là mới thâu đây. Fan club của chị đó, em có chơi vào. Cảm ơn Tuấn Đạt. Rất là hay. Quý vị, mời quý vị vào xem. Bảo đảm quý vị sẽ rất là hài lòng và rất là vui khi thấy chị Thanh Lan đã bỏ bao nhiêu thời gian ra để làm những cái tác phẩm đó rất là tuyệt vời. Vâng, có những bài nhạc ngoại quốc thì với lời Việt của Thanh Lan. Và trong đó thì quý vị sẽ thấy hình ảnh của Thanh Lan không phải như mãi mãi là như bây giờ. Ví dụ như bài Con Yêu á, thì Thanh Lan đóng luôn bà mẹ già rồi cô con gái mặc áo dài trắng. Còn bà mẹ già thì mặc áo bà ba, lết cái đôi dép nghèo lắm. Nên là có nhiều khán giả vào nói trời thấy tội nghiệp quá, không dám nhìn đôi dép luôn. Vâng, tại vì chị Thanh Lan là diễn xuất thật là tuyệt vời. Tại vì chị đã từng đóng phim trong những cái phim, chị cũng là một cái người về phim ảnh, đại điện ảnh này cũng có. Rồi sau này chị lại đóng chung với anh Nhật Trường trong những cái chương trình nhạc kịch của anh Nhật Trường nữa trên đài truyền hình TV chúng ta thời đó. Thôi bây giờ chúng ta trở lại chương trình Nhạc Lính nha. Mọi người cũng rất là nghe như chị Thanh Lan nói lúc đầu tháng 4 này, chúng ta dành cái chương trình này từ đây cho tới nguyên một cái tháng 4 này. Tại sao Mỹ Lan trở lại tháng 4? Tại vì Mỹ Lan cũng muốn rằng là dành nói với nếu mà nói về đời lính thì dòng nhạc Trần Thiện Thanh đã gắn liền với đời lính. Đó là lý do mà Mỹ Lan cũng cảm ơn anh Long đã cố gắng hết sức để mà thực hiện cho kịp, được cho kịp tháng 4 này. Và suốt mỗi tuần sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái bản nhạc lính để gửi riêng tặng cho các anh. Và ngày hôm nay một bản nhạc mà cũng rất là nổi tiếng và cũng là được đi vào lòng người, mà nói đến anh chúng ta cùng vinh danh một người lính đã nằm xuống, đó là bản nhạc Người ở lại Sạc Ly, để nhớ tới cố đại tá Nguyễn Đình Bảo. Mỹ Lan và Tuấn Đạt gửi đến quý vị sau đây. Anh hỡi anh ở lại Sạc Ly. Anh hỡi anh ra từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới, một lần này chợt sáng trưng, là cánh dù đan bằng tiếng thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Sạc Ly. Anh vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi cánh chim trùng cười vang ly, một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Ngày anh đi, anh đi, anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiêu dấu chân anh. Đời anh về chỉ còn trên vần trán đứa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ, người quá phu câu được sống trong mơ. Tomorrow,
Tôn Great Snoon Chú khe xanh gió mùa đem Hà Lao thức sâu anh đúng anh vừa ở lại một mình vừa ở lại một mình chẳng tin tên vẫn chưa quen người dân thì tha anh nhớ anh dù làm cơn bão anh tiếc anh chiều dừng thay áo ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương thờ bước chân dung trên công viên anh về chỉ còn trên vần trán đứa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ người quá phu cầu được sống trong mơ ôi năm pre đắc cơ great snoon chưa khe xanh gió mùa đem Hà Lao thức sâu anh cũng anh vừa ở lại một mình vừa ở lại một mình trên vẫn chưa quen người dân thì thay anh nhớ anh trời làm cơn bão anh tiếc anh đừng chiều dần thay áo ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương hời bước chân dung trên công viên buồn xin một lần thôi vẫy tay tạm từ xa đi xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi một lần thôi vẫy tay tạ từ xa ly xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi nhi súng chào tắt tay ta từ chắc đi xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi chị Thanh Lan cứ mỗi lần em hát nhạc này là em lại xúc động là tại vì em cứ nhớ là mỗi lần đến tháng 4, đến cái ngày mà tưởng niệm ngày Quốc khánh 30 tháng 4 thì hầu như là anh Nhật Trường và em ngày xưa còn anh Trương đó, tức là Thanh Toàn đó thì vẫn hát nhạc phẩm này để ý mà đi tới đâu mọi người cũng đi yêu cầu. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng có người yêu cầu bản nhạc Anh Không Chết Đâu Anh nữa. Không biết chị Lan có gửi đến được hay không? Cái này phải hỏi chị Lan. Thì đây là những cái bản nhạc yêu cầu thì Mỹ Lan đã nói rồi. Đây là những bản nhạc mà bài này chắc không từ chối được. Đây là một bản nhạc mà hầu như là gắn liền. Tại vì các bạn biết không, trước năm 1975 thì cũng có một cái nhạc kịch mà anh Nhật Trường đã thực hiện, Anh Không Chết Đâu Anh, nói đến chuyện tình của người lính Nguyễn Văn Đương cũng như là cô sinh viên, phải không? Cô sinh viên Lệ. Cô Lệ. Dạ. Chị ơi, chị ngày xưa chị
anh Nhật Trường mời chị đóng cái phim kịch này là mình quay ở ngoài đường. Em thấy có mấy cái tấm hình chụp ở ngoài đường luôn á chị. Có, bởi vì mới kêu là phim kịch. Dạ. Trước đó thì trên đài truyền hình chỉ có những vở kịch mà quay ở trong đài truyền hình thôi. Rồi đây là lần đầu tiên mà anh Nhật Trường anh ghép thêm những cái cảnh ngoại cảnh để vào cho nó thấy nó mát mẻ hơn. Thì cảnh đầu tiên là ngay cái chỗ hồ rùa đó, thì Thanh Lan đóng vai sinh viên, thì đi ngang đó thì anh Nhật Trường anh đi xe cùng với bạn đó, xe gắn máy rồi tông vào người mình suýt té, cho nên hai người tới súng lại xin lỗi. Thì con nít xung quanh nó cứ tưởng là đụng xe thiệt, nó tới nó bu nó coi đông quá trời. Vui quá. Dạ. Thì bây giờ để nhắc lại những kỷ niệm đó và ngày hôm nay tại sân khấu này với chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh, chúng ta hát lại một tác phẩm để đời của anh. Anh không chết đâu anh. Với tiếng hát của nữ danh ca Thanh Lan. Người anh hùng mũ đỏ tên Đương, tôi vẫn thấy đêm đêm một bông dù sáng trên đồi máu, nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đêm màu, từng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn. Về với mẹ mong con, anh vẫn sống thanh thản trong lòng muôn người biết yêu đời lính. Trong tim cô sinh viên hay buồn, thường nhắc nhớ những chiến công, chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện ai. Long lanh dấu ai ẩn, giọt
tuyệt vời, tuyệt vời. Anh không chết đâu anh. Anh vẫn sống mãi. Nhạc của anh vẫn sống mãi. Và dạ, chúng ta cùng nhớ đến những người lính đã nằm xuống. Và anh không chết. Ở trong tim của tất cả mọi người, chúng tôi vẫn luôn luôn nhớ đến anh. Có mỗi lần chị Lan Lan hát nhạc phẩm này, không thể nào mà không rơi lệ được. Và chị Lan cũng đầy cảm xúc, phải không chị Lan? Thì đó, dằn xuống dữ lắm chứ không thôi là nghẹn lời hát không có được. Kéo xuống chị Lan. Cái là dằn vâng, lòng xuống. Wow, quá nhớ lại cảm. Hát những nhạc, thật sự nói đến nhạc dược trường là những nhạc lính mà chúng ta không thể nào quên được. Tiếp nối bạn Anh Không Chết Đâu Anh, Người Ở Lại Sạc Ly, thì chúng ta cũng nhớ lại những cái bạn nhạc tình, ngợi ca những cái tình yêu của đời lính chiến. Chúng ta cùng nghe, quý vị vừa mới yêu cầu nhạc phẩm Tạ Từ Trong Đêm. Chắc là nhạc phẩm này em và anh Tuấn Đạt song ca với nhau cho nó vui nha. Okay. Chúng ta gửi rồi sau đó là chắc nó lại hết giờ rồi, thì chắc là chị Thanh Lan sẽ gửi đến bài cuối cùng thật là vui nhộn để chúng ta kết thúc chương trình. Thôi bây giờ mình nghe Tạ Từ Trong Đêm trước nha quý vị ơi. Bản nhạc này rất là hay và gửi tặng đến cho tất cả mọi người. Mỹ Lan chào tất cả các bạn ở trên YouTube cũng như là Facebook. Và nhớ YouTube sẽ là Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh nha quý vị. Xin mời quý vị hãy đón xem mỗi tuần. Rồi mời chúng ta cùng thưởng thức Tạ Từ Trong Đêm với tiếng đàn của Mai Trí Dũng. Thật ra chúng ta phải chọn cái tông cho đúng. Cảm ơn Dũng. Trong đàn áo lạnh từng đông thì
trong đêm dài vọng về tiếng sông. Sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời. Đầu đường chia phôi anh không nói gì nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi. Nếu anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ. Nếu em biết rằng có những người đi đấu tranh chưa về thế lên miền sơn khê, từng đêm nghe đau hôn hôn gió sâu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con khấn nguyện đêm dằm, vợ yêu chồng đan áo lành từng đông, thì duyên tình mình có nghĩa gì không? Anh hỏi một câu, khi trong đêm dài vọng về tiếng sông, sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời? Đâu chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe em. Nếu anh có về khi tan chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mừng. Vâng, rồi bây giờ nói gì trên đây giờ chúng ta cũng hết giờ rồi. Chị Lan ơi, cảm ơn rất là nhiều, thời gian qua nhanh quá. Một lần nữa cảm ơn nữ danh ca Thanh Lan, cảm ơn anh Tuấn Đà, cảm ơn Mai Trí Dũng, cũng như là cảm ơn ban kỹ thuật, anh Thuận, anh Trần Thiện, anh Long, tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình gần 2 tiếng đồng hồ. Chúng ta trở lại chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh rồi, thì mong rằng quý vị và các bạn giới thiệu cho mọi người cùng theo dõi hàng tuần ngày Chủ nhật lúc 7 giờ tối giờ miền Nam California. Còn ở xa thì tùy theo cái địa phương của mình, thì quý vị hãy xem lại giờ. Ở Việt Nam bây giờ là đang là sáng thứ hai, ở bên Úc là buổi trưa thứ hai rồi. Mời quý vị đón xem. Và tuần tới mình sẽ được giới thiệu chương trình Dòng Nhạc Trần Thiện Thanh tập 32 với 2 tiếng 33 hả? 33. Với 2 tiếng hát trẻ, đó là nam ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng và Vũ Quang Vân. Các bạn ơi đón xem nha. Rồi bây giờ chị Lan Lan ơi, để kết thúc chương trình này em mời chị hãy gửi đến quý vị và các bạn một tác phẩm của Trần Thiện Thanh nữa để chúng ta kết chương trình nha. Dạ vâng, thưa quý vị, thời gian qua mau quá, ngồi đây vui quá, Thanh Lan đâu có muốn về đâu. Nhưng mà cũng đành phải hát bài cuối cùng thôi. Bài hát này là một bài hát rất là đặc biệt, nó gợi cho mình rất là nhiều mùa xuân tươi đẹp tại Sài Gòn ngày xưa. Và sau này thì Thanh Lan cũng có quay hình tại hải ngoại. Sau đây xin gửi tặng Tiến Minh, Chí Huy và Dung và tất cả những khán giả đã yêu cầu nhạc phẩm Đồn Vắng Chiều Xuân. Vâng, mời quý vị nghe Đồn Vắng Chiều Xuân. Yeah.
Thank you.